Nguyên Khôi xin kính chào Tấn Ngô, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào Tấn Ngô tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin phép được cảm ơn quý vị đã gửi email những bài vở và có một số những lá thư. Những bài vở thì chúng tôi xin phép quý vị là trong dịp này chúng tôi đặc biệt nói về ngày 30 tháng 4 để xem thử những người Cộng sản nói gì về ngày 30 tháng 4 và sau 35 năm thì cái gọi là cái công cuộc gọi là giải phóng miền Nam đó thì đã thực hiện được như thế nào. Có một vị ở Nghệ An viết thư qua email và bảo rằng có download chương trình và thâu ra đĩa VCD để nhiều người được xem. Và chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của vị này. Ở Nghệ An là quê hương của bác đấy anh ha. Bác nhắc nhiều về bác ấy. Và cái vị này nói như thế này: nhớ là đừng có đọc tên lên trên báo nha, coi chừng lọt vào nanh vuốt của Cộng sản. Và vì không thể xem trực tiếp chương trình của hai anh, nên chúc anh luôn khỏe và thành công và rất mong được trả lời qua email. Chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời vị thính giả, vị khán thính giả này qua email. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì mặc dù nó đã qua ngày 30 tháng 4, ngày đầu của tháng 5, nhưng mà cái báo chí ở trong nước đó, những bài báo trong những ngày vừa qua thì người ta cũng nói nhiều về ngày 30 tháng 4. Nói đúng là có nói về 30 tháng 4, nhưng mà nói nhiều thì không bằng những năm trước. Và chúng tôi có một bài báo trên báo VN Express nói về cái ngày mà kỷ niệm 30 tháng 4. Nhưng mà trước đó thì có những cái tin mà chúng tôi nghĩ cũng nên đưa cho quý vị xem là như thế này. Sai sót trong pano chào mừng giải phóng miền Nam. Ở ngoài Bắc đó, người ta có treo một cái biểu ngữ là chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30 tháng 4. Thì người ta bảo là sai sót. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái này không có sai. Nó là ngày giải phóng thủ đô rất đúng. Bởi vì ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, gọi là giải phóng miền Nam. Nhưng mà đúng ra là giải phóng miền Bắc. Là sau khi giải phóng miền Nam thì Hà Nội sống sung túc hơn. Rồi anh có bài báo nào không anh? Dạ vâng, chúng tôi có. Tại vì nhân cái mùa 30 tháng 4 đó, thì tôi có cái bài kỷ luật 4 giảng viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bị đảo sách để lập công dân đảng. 35 năm giải phóng miền Nam ha. Dạ vâng. Mang văn hóa mới tới cho người miền Nam mà vẫn còn đi đảo sách. Mà đây là thưa quý vị là các vị giảng viên của Đại học Công nghiệp đấy, tức là giáo sư đại học đàng hoàng đấy thưa quý vị. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết xử lý vụ đạo sách của 4 giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 4. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và ra quyết định kỷ luật khiển trách 4 giảng viên khoa tài chính ngân hàng là bà Phan Thị Cúc, trưởng khoa tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Trung Trực, phó trưởng khoa tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Hoàng Hưng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đều là giảng viên khoa tài chính ngân hàng vì sử dụng tài liệu trong việc biên soạn giáo trình mà không được sự đồng ý của tác giả, tức là ăn cắp của người ta, làm ảnh hưởng đến uy tín của khoa và trường mà không phải là giáo sư thường, giáo sư trưởng khoa, giáo sư phó khoa và giáo sư giảng viên khoa giảng viên dạy ở trong trường. Thưa quý vị, cái này đó nếu mà ở một cái nước chẳng hạn như ở Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy, mà ăn cắp tài liệu mà giảng dạy như thế này đó thì không có thể bị khiển trách một cái sơ sài như vậy được. Tại vì vi phạm tác quyền. Vi phạm tác quyền, và cái này có thể ảnh hưởng rất lâu dài đến cả cái sự nghiệp của mình, cái công việc của mình. Chứ đây chỉ gọi là khiển trách một cái rất là sơ sài như vậy thì chúng tôi không biết là nó có đủ mạnh không để làm một cái hình thức răn đe những người khác để tránh cái tình trạng mà ăn cắp tác quyền như thế này. Anh phải thông cảm, bởi vì những người này người ta làm với cái tâm là người ta làm lập thành tích để chào mừng đại hội đảng sắp tới. Và đây là một lập thành tích để mừng cái ngày giải phóng miền Nam. Thưa quý vị, về cái chuyện mà banner với lại pano để chào mừng giải phóng miền Nam ấy, thì chúng tôi cũng có một cái hình ảnh trên báo VN Express là banner chào mừng 30 tháng 4 treo lộn ngược. Tức là cái banner dọc đó, cái banner giống dọc như đó, lá phướn đó. Thì chào mừng ngày 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 năm thì nó treo lộn ngược. Thì người ta mới nói là người ta không thể tưởng tượng được tại sao hết sai sót này tới sai sót khác. Chào đón các nước tới tham dự hội nghị thì lại là welcome này, viết sai tiếng Anh thì cái đó cũng có thể là tha thứ được vì tiếng Anh mà. Rồi tới cho vua Hùng thì là ăn dày và bánh trưng. Rồi bây giờ tới cái ngày mà gọi là chào mừng ngày giải phóng 30 tháng 4 thì là treo lộn ngược. Thưa quý vị, nhưng nói về cái chuyện giải phóng miền Nam thì chúng tôi xin nhắc lại là đúng là giải phóng miền Bắc chứ không phải giải phóng miền Nam. Bởi vì quý vị
anh Nguyên Khôi có đồng ý là giải phóng, tức là mình đem đời sống tốt đẹp tới cho người khác, phải không? Đúng rồi. Miền Bắc vô giải phóng miền Nam, tức là phải đem một đời sống sung túc cho miền Nam, đem của cái vật chất tới để mà làm giúp cho dân miền Nam sung sướng hơn. Bởi vì đế quốc Mỹ nó kèm kẹp, Mỹ Nguyễn nó kèm kẹp. Nhưng mà khi giải phóng miền Nam á, thì lúc đó giải phóng miền Nam xong á, thì miền Bắc sung túc hơn. Lúc đó Hoàng Tuấn còn nhớ là sau năm 75, Hoàng Tuấn ở dọc theo quốc lộ 1 đó, thì cứ hàng đêm như vậy đó, từng đoàn xe chở hàng về miền Bắc. Nhưng mà anh có chú ý là lúc đó là hướng Bắc Nam á, thống nhất mà, thì nó chạy từ hướng Bắc vào Nam hay là hướng Nam ra Bắc? Không, lúc đó là tình cảm nhân dân miền Nam để hướng về miền Bắc. Nó cứ tuồn về miền Bắc. Và thưa quý vị, khi để vô giải phóng miền Nam, là cái người miền Nam mà ta cực khổ lắm, người ta phải mừng chứ. Nhưng mà khi mà vô như vậy thì chúng tôi thấy các ông bộ đội đó thì là hớn hở, ông nào cũng là cái đài đổng đạp, đúng không? Đi chiếc xe đạp ha, rồi là đeo cái đài lên trên xe, rồi tay thì đeo cái đổng, mà mở cái đài thiệt là lớn, cái đạp đi vòng vòng cho thiên hạ biết là ta đây có cái đài. Thì quý vị thì giải phóng cái gì? và anh nhớ là trong lịch sử của thế giới đó, khi mà thành Cát Tư Hãn xâm lăng Việt Nam, phải không? Mông Cổ có đánh Việt Nam và đánh các nước khác, thì có thể gọi là giải phóng không anh? Nếu mà theo cái định nghĩa của người cộng sản đó, ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thì ông Thành Cát Tư Hãn thời đó đó là đi giải phóng các nước. Bởi vì Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu đó là bắt bớ người ở đó, rồi lấy hết của cải vật chất của cái xứ sở đó mang về nước mình. Thế thì bây giờ người miền Bắc vô miền Nam thu hết của cải của người miền Nam đem về miền Bắc, gọi là giải phóng, thì lúc đó phải nói là Thành Cát Tư Hãn đi giải phóng các nước trên thế giới. Thì anh không thấy người ta sửa rồi thế, người ta bảo giải phóng thủ đô ngày 30 tháng 4 thôi. Và là người ta treo lộn ngược. Những cái này là những người rất là giỏi chứ quý vị, không phải là những người sai đâu nha. Có một điều mà thưa với quý vị là thực sự là chúng tôi cảm thấy không biết là họ, những người cộng sản họ chơi chén cái mức nào mà họ gọi ngày 30 tháng 4 là ngày chiến thắng và ngày giải phóng, là tại vì nếu mà mình gọi cái đó là ước mơ chung của toàn dân ngày hôm đó. Nhưng mà những người sống ở Sài Gòn và những người sống ở các thành phố miền Nam trong ngày 30 tháng 4 thì quý vị đều thấy là nếu mà thực sự đó là ước mơ của toàn dân thì chắc là khi mà quân đội giải phóng đến, dân chúng người ta phải đổ xô ra đường để ăn mừng chứ, phải không ạ? Anh có thể đưa ra một cái ví dụ là ở trong nước Việt Nam mình họ ăn mừng thì ăn mừng theo kiểu như thế nào không? Tôi thấy như là đá banh chẳng hạn. Là chưa có thắng đó nha, là chưa có vào chung kết đó nha, mới thắng được có một trận thôi ở bán kết, thì là đổ xô ra, rồi Việt Nam cầm cờ rồi chạy nhảy la hét ôm sùm, đó là mới đá banh thôi. Mà huống gì cả đất nước, cả miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, và đó là ước vọng của toàn dân. Mà tại sao tôi chả thấy dân mừng? Vâng, thưa quý vị, mà ngày hôm đó thì chúng ta, những người dân ở miền Nam sống ở các thành phố miền Nam và đặc biệt là ở Sài Gòn, quý vị cho thấy hầu như là không có ai ra đường ăn mừng cả, chỉ có một số gọi là cán bộ nằm vùng ra ngoài đường đeo băng đỏ thế thôi, đi ăn theo đám ăn tàn mà thôi. Chứ còn tất cả những người dân miền Nam ngày hôm đó là người, tất cả mọi người đều khuôn mặt đều rất là buồn tủi, thất vọng, đau khổ, chua xót và cay đắng, và không có ít những gia đình đã tử chết. Thì thưa quý vị, làm sao họ có thể gọi cái đó là chiến thắng được? Làm sao họ có thể gọi cái đó là cái mơ ước của toàn dân được, trong khi mà quân đội giải phóng đến, người ta đau khổ, người ta khóc lóc, người ta bỏ đi. Và cái chuyện mà vượt biên vượt biển quý vị cũng biết rồi, và người ta có thể gọi đó là cái chiến thắng của Đảng Cộng sản thì cũng khả dĩ là chấp nhận đi, chứ còn không thể nói là giải phóng miền Nam. Và thưa quý vị, cái người miền Nam đau khổ, người dân miền Nam đau khổ, và những người miền Bắc thì thất vọng, và thưa quý vị, chua chát đắng cay, tủi hổ và nhục nhã nữa là những người trong mặt trận giải phóng miền Nam, những người mà phải đứng mũi chịu sào. Những người mà coi như xin lỗi quý vị, để đi làm tay sai cho cộng sản Bắc Việt, và cho tới cuối cùng khi mà xong việc á thì bị đuổi. Thì quý vị thấy như là bây giờ có ai nhắc tới ông Trần Văn Trà, rồi bà Nguyễn Thị Bình, bà Nguyễn Thị Định, rồi thời đó những người lớn tiếng như là Huỳnh Tấn Mẫm rồi thế này kia, rồi bây giờ đâu rồi? Thưa quý vị, một trong chút nữa trong phần 2 thì chúng tôi sẽ nói về cái chuyện mà những người cộng sản cứ bảo rằng là phải quên đi quá khứ để mà nhớ lo cho cái hiện tại và hướng tới tương lai. Thì nhân cái chuyện mà người ta bảo là mừng ngày giải phóng miền Nam thì chúng tôi có biết cái chuyện như thế này. Năm 75 đó, rồi các bộ đội vô là cũng bốc phét lắm. Chính Hoàng Tuấn chứng kiến ông vô đứng là dân miền Nam cũng tò mò, thì ảnh tuyên truyền ghê gớm lắm. Nếu mà Thiệu Kỳ mà còn ở đây đó là chúng tôi cắt tiết ngay. Đứng ngay chỗ bà Quẹo đó. Và chúng tôi vào đấy để mà giáo hóa dân miền Nam. Nó rất là bố láo. Thì có người ta kể chuyện như thế này, có một anh vốn bốc phét, tại sao trong Nam cái anh mày nhiều nhỉ, miền Bắc là
tuyệt nhiên không có ăn mày. Đấy, thì người ta mới nói đúng, miền Bắc không có ăn mày. Ừ. Bởi vì thằng nào nó cũng ăn mày cả. Thằng nào cho thằng nào. Nó ăn mày cả một cái chế độ. Ở miền Nam có ăn mày là bởi vì có người cho. Miền Bắc thì thằng nào nó cũng nghèo đó như ăn mày, nó cũng lo nó thủ. Thì lấy thằng nào mà cho thằng nào mà có ăn mày. Cho nên cái chính sách của đảng và nhà nước rất là hay. Không có ăn mày là như vậy. Thưa quý vị, xin quý vị giữ màn hình truyền hình. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau một số quảng cáo thương mại.